Thắng Audio xin kính chúc tất cả các quý vị và các bạn một ngày mới làm việc thật là vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc. Hôm nay Thắng Audio đưa đến với các bác một bộ combo gồm có một đôi loa Nhật dòng Diatone DS73D 25 mã. Đôi này sở hữu một bát 32. Bát 32 màng là màng giấy và gân là gân vải, một con chung 10 và một con tép đôm. Đôi này có trở kháng là 6 ohm và độ nhạy lên đến 91 decibel. Công suất chịu lực là 80. Đôi này thì em đọc luôn thông số cho các bác nắm được để các bác có cái diện tích kê cho nó phù hợp và vừa phải. Cao đôi này là khoảng gần 70cm, 68-69cm. Sâu là 32 và ngang là 37cm. Đôi này thì các bác nghe tiếng đời 73 thì có 73D trơn, và con này là 73D 25 mã thì tiếng của nó nhìn hơn một chút. Và hiện tại em đang ghép cùng con Peeler 717. Con này thì rất là khủng rồi, em đã tháo ra để cho các bác cùng ngắm và thưởng thức luôn. Đây, sau em sẽ báo giá cho các bác combo một bộ như thế này tổng thể là bao nhiêu. Con 717 em đã có, đây em đã tháo sẵn ra để cho các bác ngắm luôn. Con Peeler 717, con này chạy hai nguồn độc lập. Các bác nhìn con Peeler A90D thì cái con 717 thì nó cũng như thế thôi. Đấy, nó xem như thế nhưng nó không có cổng optical. Đấy, hai con nguồn độc lập rất là to và chạy hai con tụ lọc liên viện đây ạ. Đấy, các bác có thể đây em sẽ quay sang các bác nhìn. Nó chạy 8 con sò xanh đen. 8 con sò than, sò xanh đen. Đây, diện tích nó cũng hơi hẹp nên là em quay các bác nhìn kỹ giúp em. Đấy, 8 con sò xanh đen, cực kỳ chất luôn. Đây, em tháo ruột ra ra. Ý, bụi Nhật vẫn còn nguyên. Các bác có thể nhìn thấy ở xung quanh ở hậu của nó là nó ốp đồng, chống nhiễm, nó cũng như con khủng long, con A90D. Đấy, các bác nhìn ở dưới này. Đấy, vít đằng sau của nó em tháo ra cũng là toàn hoàn toàn là vít đồng hết. Con này giải ôm thì cao và công suất là 270W. Một bộ combo như thế này thì em báo giá sập sàn cho các bác để các bác mua nhớ Thắng Audio bên em. Một bộ là 16.500.000 tổng thể. Các bác mua riêng lẻ thì alo cho em theo số 0983698887. Số nhà 67, ngõ 225, phố Nguyễn Đức Cảnh, quận Hoàng Mai. Bây giờ xin mời các bác thầm âm và nghe nhạc chất âm của bộ 73D. Tình kỳ là giọt lệ rơi đời kia.
thương ai ai biết được tâm hồn tốt nhất cho anh em, để anh em có cơ hội sở hữu những cái bộ sản phẩm rất là hay. Hàng thì hàng xịn nhưng giá thì cực kỳ là nội địa. Cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi những clip của Thắng Audio.